Xin lỗi nha các bạn, lúc nãy mình lỡ tắt quay. Cái này hơi ồn xíu vì ba mẹ mình đang nói chuyện. Và ở đây chúng ta sẽ có một mặt layer này. Này không nên gắn nha các bạn. Không nên gắn. Nó có thể dính vô và các bạn không thể gỡ ra được nữa. Có một cái đồ dùng. Và cái quay của chúng ta sẽ như thế này. Xin lỗi nha các bạn. Với ba mẹ mình nói to quá. Đây là hộp B00 của hãng S3. Và trong đây sẽ có như thế này. Đây, chúng ta sẽ có hai mặt layer. Một cái này disc màu đen. Đây, mặt layer và cái đế. Đế du. Đế này mình cũng không biết tên nữa. Và một con chip này nữa để kết hợp hai con này lại. Các bạn gắn hai con này, một trong hai con này vô cái này cũng được, không sao. Hoặc là các bạn có thể gắn một con như thế này và tìm thêm combo của con còn lại. Giống như mình đã chuẩn bị sẵn cái combo rồi. Disc số 7 cũ và cái đế y chang. Sẽ gắn vô. Và đây là sau khi chúng ta mở hộp, đóng cái hộp lại cái. Đây. Và mình quên mất cái cạnh. Là mình nói là trong này người ta có thể kết hợp hai con lại, nó hơi mờ. Để mình sẽ xả ra xíu cho các bạn thấy. Trời ơi. Đó, các bạn có thể kết hợp hai con lại. Các bạn đầu tiên các bạn sẽ vặn ốc, vặn cái này ra nè. Đó. Vặn con này ra cũng được. Con này ra luôn, xong rồi các bạn cầm mặt layer, các bạn gỡ ra. Nó sẽ tách ra thành hai cái. Để các bạn có thể kết hợp. Nhưng mình lại không thích làm như vậy nên mình chỉ để vậy thôi. À, video đây thôi. Nếu các bạn thích các bạn hãy cho like, share và đăng ký. Nếu các bạn thích các bạn từ từ để mình load lại các bạn. Từ từ để mình load xong cái mình đang load. Ok rồi. Nếu các bạn thích các bạn hãy cho like, một share, một đăng ký. Và nhớ nhấn vô cái chuông thông báo để nhận được thông báo từ video mới nhất của mình. Bye bye các bạn.